Ví dụ như bây giờ con đi qua suối, đi qua suối là một đứa bị trôi, rồi sao? Qua con suối mà trong đó ví dụ có ba đứa mà chỉ có một đứa là rành về cái đi phiêu lưu thôi, đúng không? Đi biết đi leo suối là bạn phải đi như thế nào, lên một đá như thế nào. Chưa, ai nói kết thúc đâu. Ba kể tới sáng chưa hết á. Cắt nè. Cái câu chuyện này tới sáng chưa hết. Còn ví dụ như bây giờ con đi qua suối là một đứa bị trôi, rồi sao? Thế là một đứa biết bơi, một đứa hy sinh nhảy xuống để cứu đứa bạn mình lên. Biết bao nhiêu việc, đúng không? Rồi đi vô trong đó, rớt xuống suối cứu, xong xuôi mới phát hiện là nước ướt hết toàn bộ trang thiết bị rồi, đồng hồ điện thoại ướt hết không hoạt động được. Bây giờ không biết đường về. Xong xong đó ở lớp của con, cô giáo thầy giáo rố lên không biết là nhóm ba đứa này đi đâu rồi, mà bây giờ điện thoại không sống, tại điện thoại cho con tắt luôn, mất tiêu, vô nước hư hết rồi. Tủa nhau đi tìm, rồi bắt đầu ba đứa, đứa đây là đứa thì khóc, đứa thì muốn nhớ mẹ sợ khóc về đó, thì một đứa phải trấn an, bây giờ mình phải tìm đường về, mình khóc hoài sao được đó. Thì có ví dụ có đứa đòi về, còn đứa là nó không được, chưa tìm ra được cái lan đó, mình không về. Khi nào có cái lan mình đã hứa với bạn rồi, có mình mới về. Hai bên gây lộn với nhau, rốt cuộc bây giờ là hai đứa đồng ý đi, một đứa đòi về thì đứa đòi về phải đi theo hai đứa kia. Chỉ cần leo lên sườn núi là có cái tấm nhánh lan rồi, bắt đầu cái con đường đi lên sườn núi, nhìn trước mắt thì nó rất là gần, nhưng mà cái con đường đi lên rất là khó, không phải dễ đi, ngay cả người lớn đi cũng được, bởi vì nó không phải con đường mòn, vừa đi là phải giật lá, giật rừng gai gốc, đi sụp tùm lum tùm la để đi leo lên. Bắt đầu con phải tưởng tượng ra trên đường đi sao, có ở trong rừng ngay suối nó có con dắt, đứa sợ rồi nó bắt con dắt ra lột đồ ra ướp bơi sao, rồi đói bụng bánh mì bỏ trong túi, đưa nước suối nó nở ra, đứa này chơi không ăn đâu, nhưng mà đói quá chịu nổi phải lấy ăn đại. Còn ví dụ như đói quá khát nước quá không có nước thì sao, đứa thì chịu uống nước suối, đứa thì lại không ấy. Nội dung tụi con đang đi vậy, con phải tưởng tượng là trời mưa thì sao, không lấy đồ ra che làm trại, làm liều làm đồ gì để trú mưa, đứa này bảo bọc đứa kia, biết bao nhiêu câu chuyện. Ba kể tới sáng chưa hết câu chuyện nữa, để cuối cùng làm sao để quay trở về được cái điểm mà mình xuất phát, phải không? Và cuối cùng làm sao là lấy được cái giữ lời hứa với người bạn thân của mình, là lấy được cái nhánh lan rừng cho một cái đứa mà đi không được, về là được vẹn toàn. Cái đó là cái sườn thôi, còn bây giờ trên đường đi con phải tự nghĩ ra ở trong rừng, biết bao nhiêu ba đã dẫn con đi rừng rồi, con biết mà cái đường đi á rất là khó đi, và con phải tưởng tượng đây là cái rừng hoang sơ nguyên sinh, nó không có đường mòn để dễ. Con muốn có con gì xuất hiện không? Con muốn có người bắt cóc hả? Chuyện kỳ ảo rồi. Kỳ ảo thấy ma mái ma mị hả? Hay là ma mị thấy quái vật? Ma mị thể loại gì mình cứ có thể loại là ma quái thì con xác định thể loại đi. Nếu con xác định thể loại ma thì con sẽ biết thể loại ma quái. Còn kinh dị thì con sẽ đi đường kinh dị, rồi phiêu lưu mà nhẹ nhàng. Với đứa tuổi của con á là phiêu lưu nhẹ nhàng thôi, thám hiểm thôi, chứ đừng có vui vẻ chuyện hài. Chuyện hài cho nó vui đi. Phiêu lưu hài. Chủ yếu là xong đó là mình rút ra được cái bài học kinh nghiệm là gì? Là đi là phải có sự kết hợp. Chuyện quá. Đây để con biết kịch bản rồi. Đó bà chỉ nói cái sườn thôi thì con có thể con phát triển. Dạ. Con hiểu không? Ở nhà làm chuyện tranh mẹ hồi đây đi. Tập 1 hả? Có mấy tập 1 luôn nè mẹ. Anh ở đây. Bí mật đòn quá. Đâu quay đâu. Nó không quay chuyện đó. Chuyện có không được. Chuyện có xin này spoiler. Đúng không? Không được spoiler đúng không? Phải làm xong mới đọc. Ok thì con làm xong rồi mẹ mới đọc. Mẹ quay cái bước đầu tiên con làm thôi. Bước đầu tiên thôi. Rồi mai mốt ấy mình quay thành quả. Mio cũng làm luôn, Mio cũng làm chuyện tranh luôn á nha. Mai mốt quay thành quả sau nha. Mio vẽ cây đồ áo thật mà mẹ tưởng cây pháo. Có
con vậy? Mèo thấy sao? Mắc cười không?